của chi hội. Chúng con thành kính cung lên Ngài và Ngài xin cho phát biểu cảm tưởng khi tới ngôi Linh Sơn thiền đường này lần thứ hai, đức cho các Phật tử đệ tử. A Di Đà Phật. Ngài nói phát biểu cảm tưởng ngôi chùa thế nào? Dạ đã nói rồi, chùa bé Phật to. Ôi, chúc quý vị lúc nào cũng được có Phật to. Dạ, chúng con tri ân Ngài. Nam Mô Di Đà Phật. Chụp được cái người đăng quang. Dạ. Ngài cũng xin ăn mày công đức của Ngài. Ngài còn lại tại niệm Phật đường Linh Sơn này, Ngài bố thí pháp cho chúng con hàng ngày để chúng con mở tuệ để theo gót của chư tôn hòa thượng Đại Đức Chư Tăng Ni để theo gót để tu tập ạ. Sa thu khó hay cô bà chán chú đi mới hẹn con này. Thầy giảng thì quá hay, dạ con đã học hỏi được nhiều, con kiếm một chút vốn rồi, từ con sẽ học hỏi thầy để kiếm thêm chút lời. Con chỉ có biết nghe thôi. Thế chùa bé Phật to làm sao? Chùa bé Phật to thì bình thường là như vậy. Thầy dạy là đúng rồi, còn có nhiều người nghĩ khác thì con không biết, mà thầy dạy thì đúng rồi. Kiếm bạn bao hồ, kiếm kiếm bạn bạn thọ trì. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thật là duyên thù thắng hân hữu. Chúng tôi ngày hôm nay được sự từ bi thỉnh sư của ni sư trụ trì chùa Linh Sơn ở tại Reims đã thỉnh chúng tôi từ ở bên Mỹ sang đây để cùng gặp gỡ quý vị và chúng ta cùng nhau học hỏi những lời dạy của Đức Từ Phụ. Xin kính chào quý Phật tử, quý Ngài có khỏe không? Cảm ơn Thầy. Hồi nãy giờ tụng kinh sám hối quý Ngài có được an lạc không? Thấy khỏe rồi. A Di Đà Phật, chúng con xin tạ ơn Hòa Thượng. Quý Ngài tụng kinh sám hối xong rồi, quý Ngài có thấy nó nhẹ đi chút xíu nào không? Dạ có ạ. Nếu mà chút xíu nó đi ra ngoài cân lại kilo mà thấy nó nhẹ là biết mình nó là bớt rồi đó, là sám hối được rồi nha. A Di Đà Phật. Kính thưa ni sư cùng thưa tất cả chư vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ Phật pháp với cái đề tài là chùa bé Phật to. Kính thưa chư vị, từ xưa tới giờ thì chúng ta đều nghe nói chùa to Phật lớn. Phải không quý vị? Phải. Chùa to Phật lớn. Mà thường thường Phật tử thì đều nói với nhau, và chúng tôi nhiều lúc cũng vì tình cờ mà nghe lén, nghe thấy được Phật tử nói như thế này: đi cái chùa đằng kia nó lớn hơn, ông Phật lớn hơn, ông linh hơn. Chùa to Phật lớn thì linh hơn, phải không quý vị? Phải không? Không. Không. Quý vị cho 100 phóng tay đi, có người hay. Chùa to Phật lớn. Thế thì chùa như thế nào mà linh? Chùa như thế nào mà linh? Đó là cái vấn đề chúng ta học ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ học là chùa bé Phật to. Thế thì kính thưa chư vị, chùa như thế này, chùa Linh Sơn quý vị thấy nó bé như thế này, mà nếu cái chùa mà ông Phật to quá thì sao mà mình để vào chỗ nào? Phải không quý vị? To như thế này đã thấy là to quá rồi, mà nếu to hơn nữa làm sao mà mình có chỗ mình để vào, phải không? Cho nên á, mình có ao ước có một ông Phật thật là to thì mình cũng không thể nào để ở trong cái chùa bé bé này được, phải không quý vị? Rồi. Ở trong dân gian thì người ta đều nói tu Phật tức tu tâm. Tu Phật tức tu tâm.
Tức là không có phải là cứ tới chùa rồi tìm Phật ở trong chùa. Quý vị có tin có Phật ở trong chùa không? Dạ con có. Có. A Di Đà Phật. Tại sao trong chùa có Phật quý vị biết không? Dạ. Mà cho thượng tư vấn cho con ạ. Vì là trước khi có chùa thì phải có tăng. A Di Đà Phật. Hay quá. Tức là tăng bảo là Phật pháp tăng, nếu không có tăng á thì ở trong đó chỉ có tượng Phật mà không có Phật. À. Thế thì chúng ta tu, chúng ta đều biết dân gian đều nói tu Phật tức tu tâm. À, rồi ở trong kinh Phật cũng có nói là tức tâm, tức Phật, ngoài tâm không Phật. Trong tâm có Phật, khẳng định nhiều lần như vậy. Trong tâm có Phật, ngoài tâm không Phật. Bất cứ kinh nào cũng nói y như vậy, kinh Pháp Hoa cũng thế, kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm cũng như thế. Kinh Hoa Nghiêm cũng nói là vạn pháp do tâm. Làm tất cả các thiện pháp mà nếu không có cái bồ đề tâm thì là ma sân. Quý vị ăn chay này, mà quý vị không có bồ đề tâm, không hướng về Tam Bảo thì ăn chay đó để giữ sức khỏe thôi. Giống như bây giờ người ta thời trang, người ta cũng ăn chay nhiều phải không? Mới bị ăn trái cây, ăn chay. Có nhiều người bị bệnh cao máu hay là bị bệnh tiểu đường, cho nên người ta ăn bớt đường đi. Rồi có nhiều người bị bệnh này, bệnh kia, cho nên người ta ăn chay. Cho đó là thời trang. Và bây giờ nó lại mọc thêm một cái thời trang nữa là ăn chay đó thì rất là ngon. Quý vị thấy nhiều tiệm nó bán đồ cơm, đồ chay đó, rất là ngon. Thế thì ăn chay á là thời trang. Nếu không có cái tâm hướng về Tam Bảo, tức là không có mục đích, thì ăn chay chỉ để giữ sức khỏe. Hoặc thời trang thấy người ta ăn thì mình cũng ăn. Còn cạo đầu thì sao? Quý vị thấy tụi Tây nó cũng cạo đầu nhiều lắm không? Mặc đồ jean này kia đi ra ngoài đường nó cũng cạo đầu rồi. Cái đó là thời trang. Nó thấy người ta cạo thì nó cũng cạo thôi. Còn chúng ta ăn chay mà cạo đầu là có cái mục đích, tức là tu, thì chúng ta mới ăn chay và cạo đầu. Thế thì cái chữ ăn chay cạo đầu nó phải dính với cái chữ tu thì nó mới đạt được tới cái mục đích của nó. Nhưng tu thì có nhiều vị sẽ hỏi tu cái gì đây? Tới chùa tu, ở nhà tu. Có nhiều vị cũng lại cãi với thầy nói tu tại gia. À, các vị đều nói là thứ nhất là tu tại gia. Hai tôi chợ, thứ ba tôi chùa. Ô, giỏi quá, các bác. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, mà thứ ba tu chùa. Ý nghĩa là sao quý vị? Có phải là tu ở ngoài chợ không? Dạ không. Không phải đâu, cái ảnh ý đây. À, thứ nhất là tu tại gia, tức là tu ở nơi mắt tai mũi, khi mình mắt thấy tai nghe, cái chứng tai gai mắt mà tu được thì là tu tại gia. Gia là nhà đó, là cái thân mình đây nè. Là nhà đó, chứ không phải cái nhà mà bằng xi măng, ở nhà có vợ, có con, có cháu này kia gọi là nhà, không phải thế. Tu tại gia là tu nơi thân, mắt, tai, mũi mà nhìn mà không khởi lên niệm phiền não thì đó là tu tại gia. Chứ không phải tu tại gia ở nhà, cứ tối ngày ẩm cháu, nói đi tới chùa, nói bây giờ con nó gửi mấy đứa cháu, con bỏ không được, con phải ở nhà. Cái đó là tu tại gia, cái đó là không phải đâu. Đúng, hai chồng bà cụ cảm ơn. Thành thử ra quý vị nó tu tại gia, tức là tu nơi cái thân của mình. Cái thân không làm ác, cái thân không có nói điều ác, không suy nghĩ ác. Đấy. Tức là 10 điều thiện, chúng ta tu tại gia là tu như thế. Tức là thứ nhất là tu tại gia, tức là tu nơi 10 điều thiện. 10 điều thiện, tu đó, thân khẩu ý, cái đó là tại gia. Thứ nhì tu chợ. Tu chợ là tu làm sao quý vị? Có phải ra ngoài chợ tu không? Đi mua bán rồi người ta mắng chửi mình đã nhịn, mình không có tu gọi là tu chợ không? Sai, cái đó là có một chút xíu thôi. Tu chợ là cái gì? Quý vị biết không? Không. À, quý vị không biết, bác biết không? Tu chợ đó, quý vị biết ở trong thân chúng ta đó có một cái mà nó ưa lào xào nhiều, cái đó là cái gì biết không? Không. Cái gì mà người ta thấy được là mình ưa lao sao lao sao á? Nói nhiều. Nói nhiều cho bác đọc tay coi. Hay quá.
cái miệng nói nhiều là chợ. Thường thường á, tục ngữ của bên Tàu á, nó nói hai người đàn bà với một con vịt nó trở thành là cái chợ. Tại hai người đàn bà cũng nói cãi nhau rồi thêm con vịt nó cặp nó thành ra cái chợ, phải không? Cho nên tu chợ tức là tu cái miệng, cái miệng không có nói nữa, tình khẩu gọi là tu chợ. Thầy nãy giờ nói hay không quý vị? Dạ hay. Nói chung trong từ chúng con mải nghe. A Di Đà Phật. Dạ con mải nghe. Thầy từ bi cho chúng con. Mô Phật. Thế thì tu tại gia là tu nơi cái thân, mà tu chợ đó tức là tu nơi cái miệng. Cái miệng không có nói nữa là tu chợ. Thế còn thứ ba tu chùa là tu cái gì? Có phải tới chùa rồi gặp sư Minh Châu rồi quý vị đảnh lễ rồi quý vị thắp nhang rồi quý vị sám hối như hồi nãy, rồi quý vị đem cái gì bánh ngọt này kia đem lại cúng dường cho sư, không? Quý vị biết sư thích ăn dao vua, đem dao vua lại cúng, ăn uống cà phê, đem cà phê lại cúng, đó gọi là tu tu chùa phải không? Dạ không. Thế tu chùa là gì? Bắt giỏi quá. Cái đó là ngoài những cái ý muốn của Đại Đức Chư, của Hòa Thượng Đại Đức Chư Tăng Ni, Hòa Thượng Đại Đức Chư Tăng Ni thì cần Phật tử ngoan, Phật tử biết đến trước khi mà lễ Phật, thì tiền phải bái chủ trì rồi hậu mới bái Phật. Mô Phật, quý vị chôn tràng pháo tay đi, bậc thầy hay quá. Thế thì tu ở chùa là tu cái gì quý vị biết không? Tu ở chùa là tu cái ý đấy. Tu ở nhà đó là tu cái thân. Mà tu ngoài chợ là tu cái khẩu. Cái khẩu ra ngoài chợ mà cứ cãi cọ thì người ta đánh mình đó, phải không? Cho nên tu cái chợ là tu ngoài cái khẩu. Tu chùa là tu ý đó, tức là không để cho cái ý lăng xăng, không ý nghiệp vọng niệm. Thấy người ta mập cũng không có chê mập, thấy người ta gầy cũng không chê gầy, thấy người ta lùn cũng không chê lùn, mà thấy người ta cao cũng chê cao. Phải không? Phải không? Cho anh Tràng với tay đi. Tại vì mình không thể nào ở vừa lòng người, không? Thế gầy thì người ta kêu gầy, chê gầy, mà béo người ta chê béo ục, béo tròn. Thấy tôi nghe cái câu mà chê béo ục, béo tròn phải không? Rồi á là lùn thì chê lùn xịt. Lùn nó đâu có chê tha đâu, nó còn lùn tịt. Nó rùa cao thì chê cong ngỗng. Nếu mà nó cao không mình đâu có buồn, phải không? Mình thêm chữ cong ngỗng nữa, tức là cao leo kheo á. Thành thử ra đó là chúng sanh á, ở nơi cái tu tại gia, tu chợ và tu chùa, thường thường ưa hiểu lầm. Nó tu tại gia là tôi cứ ở nhà đó, tôi ở nhà tôi làm hiền với vợ với con này kia, tôi lo hết thì gọi là tu tại gia. Kính thưa chư vị, cái đó không đúng đâu. Tu tại gia là tu cái thân của mình á, đừng có để nó tham lam vọng tưởng, thấy người ta có xe mới mình đi kiếm xe mới, thấy người ta có áo mới mình kiếm áo mới, cái nghèo đó, luôn thì cái đó mình tạo ra nghiệp, phải không? Này, không phụ bà già cho bà đó. Chút nữa tôi pha cà phê cho bà phụ uống nha. Nào thế thì tu tại gia là tu thân, tu chợ là tu cái không. Miệng, cái miệng không có làm chào. Hai người đàn bà với một con vịt mà để lại người Tàu họ nói đó là cái chợ, phải không? Chắp rồi cái con vịt nó cũng kêu nữa thì là nghe giống như là không, thì mình cứ nói vậy đi, rồi các người Tàu họ nói vậy mà mình nói người Tàu nói chứ đâu có nói người Việt nói đâu. Người Việt nói khác, mà người Việt nói các bà rất là nghiêm trang, không có ai nói gì cả. Đấy nè, có đạo hữu Thiên Thạch đằng sau làm chứng nè, nãy giờ ông ấy thấy thầy nói tới đâu ông gật đầu tới đó, đúng mà, phải không? Các bà đều rất là nghiêm rất là vui vẻ, không nói luôn. Quý vị biết đó, cái không nói nó quan trọng như thế nào không? Trong các cái mà tu chợ, tu chùa, tu chợ, tu tại gia đó, thì ba cái đó có một cái gọi là tu chợ, tức là tu cái khẩu đó, rất quan trọng. Phải không? Mọi chuyện trên đời xảy ra đều vì cái khẩu. Nhiều lúc anh chị em nói mất lòng nhau cũng vì cái miệng. Mà tu cái đó chứng nào quý vị, không cần tu cái gì hết. Vào thời Đức Thế Tôn á, có ngài La Hầu La, quý vị biết La Hầu La không? Có ai không biết La Hầu La giơ tay lên? Rồi, La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đa, trước khi Thái tử Tất Đạt Đa đi tu thành Phật. Đấy. Thế thì sau khi Đức Phật đã chứng đắc thì ngài La Hầu La đã tình nguyện đi theo tu luôn, gia nhập vào tăng đoàn.
Thế thì ngài đi tu á, thì ngài còn trẻ, tuổi cũng hơi nhỏ, cho nên đi theo các ông trưởng lão, mà ưa tinh nghịch lắm, ưa nói chọc ghẹo chơi vậy thôi. Thì các ông trưởng lão đi thì cái người tu mà tâm thanh tịnh thì cái miệng thanh tịnh không có nói. Thấy cái ông này ông đi theo ông cứ nói hoài, cái mới cũng nể mới về mẹ. Ông đi trước. Không có mét, cái Đức Phật mới biết, Đức Phật mới một ngày là Đức Phật đi xuống thăm. Đức Phật khi đi xuống thăm thì đương nhiên ngài La Hầu La mới lấy cái tục lệ của bên Ấn Độ, lấy cái thau nước ra để nước rửa chân cho Phật. Tại vì Đức Phật đi bằng chân không mà, ngài không có đi dép. Bây giờ chúng tôi nhiều lúc cũng còn đi dép chứ còn hồi đó Đức Phật đi chân không. Cái ngài rửa chân cho Phật xong, cái Đức Phật mới hỏi này La Hầu La, cái nước ở trong chậu này nó dơ hay sạch? Cái ngài La Hầu La nói bạch Đức Thế Tôn, nước nó dơ rồi, sau khi rửa chân nó dơ rồi. Đức Thế Tôn nó cũng như thế, cũng như thế. Người tu Phật nếu không kiểm soát được cái thân khẩu ý của mình thì nó cũng giống như cái chậu nước này nè, nó đã dơ rồi, không dùng gì được hết. Người tu Phật, tu con là nói mình là con Phật, Phật tử mà mình không giữ được thân khẩu ý thanh tịnh thì nó giống như là cái chậu nước đã dơ. Mà dơ rồi thì nó không dùng được việc gì hết. Thế Đức Thế Tôn mới hỏi ngài La Hầu La, vậy đi nếu nó không dùng được thì làm gì? Nói vậy thì đổ đi. Đức Thế Tôn cầm cái thau mới hất ra ngoài đổ đi rồi. Đức Thế Tôn nói cũng như thế, cũng như thế. Người tu Phật mà không được giữ được cái thân khẩu ý thanh tịnh thì giống như cái nước dơ này cần phải đổ đi. Đổ đi. Đổ đi. Phải không quý vị? A Di Đà Phật. Thế rồi Đức Thế Tôn lại hỏi, vậy thì cái chậu này sạch hay dơ? Ngài La Hầu La nói bạch Đức Thế Tôn, cái chậu này mặc dù đổ nước đi rồi nó vẫn dơ. Đấy. Thế Đức Thế Tôn mới hỏi, vậy thì nó dơ đấy thì có được cơm ăn không? Ngài La Hầu La nói bạch Đức Thế Tôn, nó đã dơ như thế này không thể được cơm ăn được thì nó dơ rồi. Đức Thế Tôn nó cũng như thế, cũng như thế. Người tu Phật mà nếu mình làm một cái việc gì mà nhơ uế mà mình không biết sám hối thì nó cũng giống như cái thau này nè, nó dơ rồi đó thì nó không có hữu dụng nữa. Rồi Đức Thế Tôn lại hỏi, vậy thì cái thau này để làm gì? Ngài La Hầu La nói nó không làm gì được thì cũng không nên để. Đức Thế Tôn nó quăng nó ra ngoài đường đi, cầm cái thau vứt ra ngoài đường luôn. Đức Thế Tôn nó cũng như thế, cũng như thế. Người là người Phật tử mà không biết á, sám hối, không biết tầm quý, không biết xấu hổ về cái việc mình làm á, thì nó giống như cái thau đã dơ rồi, không nên để lại, vứt nó đi. Vứt đi phải không bác? Là nhân cả Phật. Được chưa bác? Nào thế thì chúng ta tu á, chúng ta nói tu Phật tức tu tâm, mà chúng ta lại biết rằng á, là tục ngữ Việt Trà Nam có câu á, là thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Bây giờ là quý vị biết, bây giờ quý vị là biết rất rõ, quý vị biết rất rõ là tu tại gia là tu gì rồi chưa? Không phải ở nhà chơi ở bế con bế cháu mà tu tại gia đâu nha. Rồi quý vị biết tu chợ là cái gì? Có phải ra ngoài chợ người ta cãi nhau rồi mình không cãi là tu chợ không? Không. Cho tràng vào tay đi quý vị. Rồi cái thứ ba nói tu chùa đó là tới chùa lạy Phật lạy sư ấy, gọi là tu, cái đó bây giờ cũng không phải đâu phải không? Không rồi, hãy chỉ đạo Phật. Cho tràng vào tay nữa. Thế thì chúng ta biết tu Phật tu tại gia là tu tâm, không? Tu Phật cũng tu tâm, tu chợ cũng tu tâm, tu chùa cũng tu tâm. Thế thì tại sao lại đặt cái vấn đề là chùa bé Phật to? Mà nếu chùa bé như thế này ông Phật làm to quá làm sao mình để được? Có ai biết không? Ngài Duy Ma Cật đó, khi mà các đại đệ tử của Đức Phật tới thăm vì ngài Duy Ma Cật bị đau, thì ở trong phòng nó trống trơn hết không có gì. Các đại đệ tử mới nói dồn qua dồn lại, ý nói là cái này nó nhỏ xíu vậy mà lại không có ghế ngồi thì làm sao? Thế thì ngài Duy Ma Cật mới nói vậy chứ mấy ông tu, mấy ông đợi phải có tòa sen mới tu phải không? Cũng như thế là người Phật tử chúng ta đợi là khi nào chúng ta thấy chúng ta gặp Phật mới tu, hay là gặp tai nạn nguy hiểm gì mới tu, mà bình thường thì không tu phải không? Dạ không ạ. Cho tràng pháo tay.
Tức là chúng ta tu thì tu thường xuyên, trong từng sát na, trong từng giây, trong từng hơi thở chúng ta đều phải tu. Người niệm Phật á, thì niệm liên tục không ngừng nghỉ, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Thì cái đó mới gọi là tu, phải không bác? A Di Đà Phật. Cho nên á, cái chùa đó không phải là nơi cái hình tướng bề ngoài, mà cái chùa chính là chùa trong tâm. Ở trong kinh Duy Ma Cật thì Ngài Duy Ma Cật đã nói rất rõ, trực tâm tức đạo tràng. Cái tâm ngay thẳng, cái tâm không cong queo, cái tâm không có chấp ngã sợ bị thử, cái tâm thương yêu, cái tâm đùm bọc hết mọi người, làm hết tất cả các mọi việc nhưng không kể công, thì cái tâm đó gọi là trực tâm. Có nhiều vị lại chùa gặp sư nói con thấy kỳ này nhang thiếu, con cúng dường cho chùa 20 đô, nhưng thầy làm ơn cho con cái biên lai ấy, mà cái biên lai nó phải lớn lớn chút, con về con dán lên trên tường ấy, cho mọi người thấy là con có cúng cúng chùa. À, quý vị có muốn làm vậy không? Ừ. Tức là cái tâm của chúng ta làm hết tất cả mọi việc, làm hết sức cho chùa nhưng không hề nghĩ. Tại sao vậy? Không có tính công. Không có tính công. Tại sao vậy? Tại sao lại không tính công? Mình làm thì mình tính nhá. Dạ, như là Phật bạch hòa thượng, hòa thượng từ mẫn cho con, cái đó là chúng con làm cho chúng con. Hay quá. Chúc mừng. Quý vị nên nhớ rằng là nếu quý vị làm cho quý vị đó, thì thứ nhất là quý vị được lợi lạc, phải không? Dạ. Thứ nhì là thân nhân quý vị được lợi lạc, cha chồng vợ con này kia được lợi lạc hết, phải không? Dạ. Nhưng quý vị nên nhớ rằng là nếu mà quý vị đem tiền đi mà làm ăn á, đi mua bán hay đi đầu tư á, có khi nào mà luôn luôn có lời không? Dạ. Không bao giờ lỗ không? Dạ, cũng có lời, có lời. Có lúc sống to và cũng có lúc... Cũng có lúc trắng tay. Không, có lúc lời mà cũng có lúc trắng tay. Mà đa phần á, là trên 50% là trắng tay, phải không? Rủi ro rất nhiều, bỏ đi làm ăn cái gì á, mua cái gì làm ăn á, cái tỷ lệ để thất bại là 60%, thắng thì chỉ có 30-40% thôi, phải không? Dạ, như là Phật. Đúng không? Cho chồng ngón tay đi. Bác có nhiều kinh nghiệm về vấn đề trường đời. Thế thì chúng ta đi làm ăn, chúng ta đầu tư cái gì cũng đều chỉ có 30% là hy vọng là chúng ta thắng, 70% là thua. Thế có cái gì mà chúng ta làm ăn nó mà 100% thắng không? Dạ không ạ. Không hả? Các bác muốn 100% thắng không? Kể cả đi mua vé số cũng chưa chắc nữa, phải không? Vé số có nhiều khi 1/10 mới thắng. 1/12 triệu. 1/12 triệu, cho bác đặt nó tay rồi, cho bác một vé số nhiều lắm rồi. Nào, thế thì ở vào thời Đức Thế Tôn, quý vị có ai ở đây biết Ngài cấp cô độc không? Ai không biết giơ tay lên. Chúng con biết. Không biết, rồi, con này không biết. Ngài cấp cô độc á, là một người cư sĩ. Nhưng khi Ngài nghe Đức Phật giảng thì Ngài giác ngộ và Ngài hiểu rằng đời là vô thường. Và Ngài rất là kính quý những cái lời Đức Thế Tôn dạy, và Ngài rất là tôn trọng Đức Thế Tôn và Chư Tăng. Ngài mới mua một cái miếng đất, rồi Ngài mới cất một cái nơi gọi là tịnh xá để thỉnh Đức Phật về ở đó, và Chư Tăng về ở. Rồi Ngài là Ngài cấp cô độc ra lo cơm nước hết. Không có phải chùa đâu, tịnh xá thôi, giống như cái nhà. Đấy, quý vị nào đi Ấn Độ thì biết rồi. Rất là lớn, một cái vườn rất là lớn. Mà theo như trong sử sách nói đó, khi cái ông Thái tử ông bán cái miếng đất đó cho ông Ngài cấp cô độc đó, thì ông ra điều kiện, ông nói ông muốn mua đất này quý lắm, ông muốn mua thì ông phải lấy vàng ông lót. Lót tới đâu tôi bán cái đó. Quý vị biết sao, ông bữa sau ông chở từng xe vàng ngột ông lót trên đất. Thế làm sao ông có vàng? Chư thiên khiến cho ông đi đào ra được cái mỏ vàng đó. Khi ông phát nguyện, ông nói con bằng mọi cách con phải làm cái tịnh xá cho Đức Phật. Thế rồi chư thiên khiến cho ông đào cái miếng đất đó, nó ra cái mỏ vàng, bao nhiêu vàng đem lên ông dắt, ông để dưới đất, ông mua. Và ông Thái tử đó ngạc nhiên, hỏi tại sao có cái ông nào mà lại quý người ta đến cái mức đó mà đem vàng đi lót rồi mua đất đó. Cho nên nó có những cái chỗ không lót được, chẳng hạn như gốc cây ấy, thì đâu có lót được vào gốc cây. Thì ông Thái tử mới thôi vậy thì ông mua rồi thì tôi cúng dường luôn cái cây đó, tức là những cái gốc cây, cái cây cúng dường luôn cho Đức Phật. Hay là Phật Phật thượng từ mẫn cho con.
khỏe bắt đầu ông kia mua thì ông thái tử bán trong thái tử lật trở lại nó không bán nữa. Ông có làm sao ông trải được mọi cái gốc cây thì ông thái tử mới bán phải không ạ? Dạ không, thế thì ông thấy ông này là quý Đức Phật mà lại lấy vàng lót thì ông cũng bán luôn, ông cho luôn, ông không có bán nữa, ông lại cho ông luôn. Thế thì đại khái câu chuyện nó như vậy, khi là ông mua được cái miếng đất, ông mới đem hết vàng, ông cất những cái tịnh xá cho Phật ở và cho các chư tăng. Hồi đó 2000 chư tăng, mà quý vị biết là cơm nước này kia lo thanh tịnh rồi chỗ ở là tốn kém rất nhiều, nhưng mà ông này tự nhiên ông đào được ngay cái mỏ vàng, ông khấn nguyện, ông nói giờ con xin làm sao cho con được cái duyên để mà con làm cái tịnh xá cho Phật ở. Thế rồi cái ông đào lên, ông có vàng, ông mua được cái chỗ đó rồi ông cúng dường luôn. Ông xây lên rất là đẹp. Quý vị nào có đi Ấn Độ đó thì thấy cái chỗ rất là rộng lớn. Bây giờ nó sập rồi, nó còn lại những cái di tích nhưng mà hồi xưa rất là lớn. Vườn bông hoa này kia đủ các thứ. Thế sau khi mà ông cấp cô độc, ông xây cất xong á, ông mới thỉnh Đức Phật, ông nói con thỉnh Ngài tới xem trước, xem Ngài có vừa ý không trước khi Ngài tới ngự. Nếu có cái điểm nào mà nó chưa vừa ý hoặc là nó sai á thì để con sửa lại, con sửa lại. Thế thì khi mà ông mới thỉnh như vậy thì Đức Thế Tôn từ chối không đi. Đức Thế Tôn sai Ngài Xá Lợi Phất nói thôi Xá Lợi Phất đi, Đức Phật không có đi. Cái chuyện mà xem mấy cái nhà này kia trước khi mà chư tăng về là Xá Lợi Phất xem được rồi, tại vì Ngài cũng là một bậc thượng thủ dưới Phật thôi, chứ Ngài hồi đó Ngài đã chứng A-la-hán rồi. Thế thì Đức Phật ra lệnh như thế thì Ngài Xá Lợi Phất nghe lời. Ngài Xá Lợi Phất đi theo ông cấp cô độc đi tới cái tịnh xá đó. Ngài rất là ngạc nhiên, tịnh xá xinh rất là đẹp, Ngài tán thán. Nhưng mà khi vừa mới bước vào cái cổng á, vườn tỷ viên nó có cái cổng lớn đó, mà vừa mới bước vào cái cổng á, Ngài đứng lại rồi Ngài rớt nước mắt. Ngài rớt nước mắt thì ngay lúc đó thì ông cấp cô độc ông sợ, ông nói bạch tôn giả, nếu như ở trong này có cái gì không thanh tịnh, xin tôn giả bảo cho con biết để con sửa lại. Chứ nếu mà Đức Phật á mà tới ngự mà nó không được thanh tịnh thì con có tội. Yeah. Thường thường quý vị biết cúng Phật là phải thanh tịnh phải không? Yeah. Trái cây cũng phải thanh tịnh, cơm mình cúng cũng phải thanh tịnh. Có khi nào quý vị cúng cơm Phật á, cúng một chén cơm á, mà có nhiều người á, nên nhớ quý vị phải cho thanh tịnh, tức là sao? Là nấu rồi đem cúng, chứ đừng có nấu rồi cái ăn rồi cái mình cúng là không được, phải không? Hoặc là mình nói mình thôi giờ con sới ra ba chén con cúng Phật, rồi còn nhiều con để bệnh bàn con ăn. Ý mình muốn ăn thì đã là không tốt rồi. Tức là mình nói con cúng Phật là chỉ biết cúng Phật thôi, cúng xong rồi mới nói chuyện mình ăn, phải không? Thì cái đó mới gọi là thanh tịnh. Áo bát là đi đạp ở. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài đứng ngay cái cổng đó, Ngài rớt nước mắt. Ngài cấp cô độc nói trong này nếu có cái điều gì không thanh tịnh thì xin tôn giả nói cho con biết để con sửa lại. Chứ lỡ mà Phật đến mà không thanh tịnh thì con có tội. Quý vị thấy hồi xưa người ta rất là trân quý Phật, hễ mà cái gì thanh tịnh mới dám dâng lên Phật thôi. Quý vị biết Ngài Xá Lợi Phất nói rằng nó không, cái tịnh xá này ông làm tuyệt vời, tôi không có điều gì nói hết. Nhưng mà tôi rớt nước mắt đó là tại vì tôi quán chiếu bằng con mắt thiên nhãn, tôi nhìn thấy ở ngay cổng á, cổng của tịnh xá đó, có một con kiến. 800 kiếp Đức Phật ra đời, 7 vị Phật ra đời, nó đều có mặt hết. Nó mê lắm, nó mê 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật, cho nên chỗ nào có Phật thì hiện ra là nó đầu thai ra để nó làm, nó nghe. Nhưng mà nó làm kiến hoài à. Ngài Xá Lợi Phất mới nói cho ông cấp cô độc biết, ta thương nó là tại vì nó rất là trân quý Phật, nó rất là kính quý Phật, nhưng mà nó cứ làm kiến hoài, nó tới nó nghe hoài mà nó làm kiến hoài à, nó không có thay đổi. Thế thì Ngài cấp cô độc mới nói, vậy thì xin tôn giả từ bi khai thị cho con biết, cái người mà đã
kính quý Phật như thế, chỗ nào có Phật là đến nghe, mà tại sao cứ làm con kiến hoài? Cái ngài Xá Lợi Phất mới nói, nó ham mê 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, rồi nó nghe cái pháp âm của Đức Phật vi diệu, nó thích lắm. Nhưng mà nó chỉ có nghe không à. Ở trong cái đường tu quý vị biết rồi, phải ba điều kiện quý vị mới thành tựu: văn, tư, tu. Nghe, rồi phải suy tư, xem những cái điều Phật dạy là điều gì, ứng dụng trong cuộc sống của mình là tu, là hành trì. Phật bảo buông bỏ tham sân si, thì mình phải buông bỏ tham sân si, thì mới là tu. Ở đây Phật kinh sở Phật dạy nói, ta tu ba a tăng kỳ kiếp, ta phải vật lộn với cái tham sân si, khổ sở lắm ta mới thành Phật. Phật nói các con hãy bỏ tham sân si. Mình có dám bỏ không? Mình không dám bỏ tham sân si. Ở trong chùa nhiều khi nhìn nhộn nhau, nhưng mà nó bước ra ngoài đường là cái bắt đầu quên mất cái nó cũng nổi sân lên, phải không quý vị? Có phải không? Dạ phải. Cho nên á, Phật nói buông bỏ tham sân si, mà mình không buông bỏ tham sân si tức là mình không có tư duy và mình cũng không có tu. Mà nếu mình á, văn tư tu mà mình chỉ có văn là nghe, tới nghe Phật nói mà không có suy tư những cái điều Phật dạy là như thế nào, rồi mình cũng không có tu tức là không có hành trì, thì á, mình cũng giống như con kiến á, bảy đời Phật á, ra thi hiện ra đời. Mỗi một đời Phật là mấy chục ngàn năm á quý vị, mới có một vị Phật ra đời. Thế mà bảy lần Phật ra đời là cái con kiến nó đều ra, nó xem, nó nghe, rồi nó cũng là con kiến. Nào thế thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta muốn kiếp này chúng ta liễu đoạn sanh tử về với Phật hay là làm con kiến này? Về với Phật. Về với Phật ha, tròn tràng có tay đi. Đó, hay quá. Nào thế thì Phật dạy á, đầu tiên Phật dạy nó buông bỏ tức là tham. Tham á, đối trị cái tham là buông. Buông xả, bố thí buông xả ha. Ngài biết chúng sanh, nó thấy vật thì là nó tham đủ thứ đó, cho nên là Ngài đưa ra hai cái, một cái là tiêu cực, một cái là tích cực để đối trị. Tiêu cực á, là Ngài nói là trộm cắp, giới trộm cắp. Chúng ta là người cư sĩ, chúng ta có năm cái giới phải không? Một trong năm giới đó là trộm cắp của người ta, bất cứ của ai mà mình ưa thích mà mình không được phép thì không lấy, kể cả rớt ngoài đường nữa. Thế cái pháp trộm cắp á, là để đối trị cái tánh tham. Rồi á, mà cái người á, mà nói trộm cắp á, nó cũng không đối trị được, thì Đức Phật chế thêm một cái pháp nữa gọi là bố thí, lấy của mình đem đi cho. Của mình mà còn đem đi cho nữa thì làm sao mà còn muốn lấy của người khác, phải không? Có khi nào quý vị phát nguyện nói ai mà đau yếu mà thiếu một cái trái tim tôi cho trái tim không? Có không? Không, có không dám không? Không dám cho đầu ở tay đi quý vị. Cho trái tim rồi sao sống không? Cho nên không dám. Đấy. Thế thì có nhiều người họ cũng tu, họ phát nguyện, họ nói bây giờ đó con có hai trái thận. Nếu ai có đau thận mà khổ sở quá, con xin hiến cái trái thận cho người ta. Một trái thì cũng được phải không quý vị? Còn cái nữa mình cũng còn xài được phải không? Còn sống không? Thôi thì mình có ít, mình cúng dường ít phải không? Cái đó cũng là cái pháp cúng dường. Tùy theo điều kiện của mình mà cúng dường, nhưng cúng dường với cái tâm, tức là không có bọn sẻn, không có ích kỷ, không có nghĩ tới cái công nữa, thì cái đó gọi là cúng dường. Đấy. Thế thì Phật đã chế ra cái pháp để đối trị cái tánh tham. Mà quý vị biết tu chỉ cần diệt cái tham sân si thôi là thành Phật. Và bây giờ cái tham á, Đức Phật đã chế ra hai thứ. Thứ nhất là giới trộm cắp, thứ nhì á, là bố thí. Nếu mình á, không trộm cắp, nhưng mà nếu mình không bố thí thì nhiều lúc mình còn bị kẹt, là vật chất của mình, thân của mình còn quý, cho nên mình không có đi được. Cái gì mà nó còn nó kéo mình lại, phải không? Giống như cái bong bóng á, quý vị, cái bong bóng mà balloon á, mà nếu có cục đá nó kéo xuống làm sao nó bay lên được, cho nên nó phải buông cách cái cục đá đi. Thế thì vật chất hay là cha con chồng vợ, nó cũng chỉ là trong cái cõi thế gian này, tại vì chẳng qua chúng ta do cái nghiệp mà chúng ta phải sanh ra trong cái cõi này. Chúng sanh ra đây vì nghiệp, rồi khi ra vào trong cái cõi này, chúng ta lại tạo nghiệp nữa, để rồi kiếp sau nó dẫn mình vào trong cái cõi này nữa. Thế thì chúng ta tu là chúng ta phải không trộm cắp và bố thí. Thế thì không trộm cắp là cái gì? Có phải không trộm cắp tiền không?
Không trộm cắp có nghĩa là ngăn ngừa những cái tính xấu thấy của người ta, không không tham lam. À, thấy của người ta không tham lam, không xúi người khác lấy. À. Còn á, giới bố thí là sao? Là đem đi cho. Đem đi cho không phải là lấy của cải đem đi cho. Mà buông, buông xả. À, bố thí thực sự là buông xả. Ở nhà đó, bà xã có cằn nhằn đó, thì cũng cũng buông. Ông xã có cằn nhằn thì cũng cũng buông. Thì cái đó là bố thí. À, bây giờ mà từ nay quý vị biết rồi, về nhà mà quý bà gặp ông xã mà cằn nhằn đó, thì nói với ông, nói buông. Nghe thầy Minh Tâm nói bố thí, giờ tôi bố thí cho ông ấy. Không, tôi không có cãi nữa. Bố thí cho ông. Bố thí như vậy rất là thù thắng. Thế tất cả những việc mình làm á, là mình bố thí hết, cúng dường hết, mình không có chấp nữa. Thế thì sau khi mà ngài cấp cô độc á, dẫn ngài Xá Lợi Phất vào trong xem cái lâu đài, xem cái tịnh xá, ngài rất là thích. Thì ngài nói thanh tịnh quá. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất lại nói, này ông xây cái tịnh xá cho Phật như thế này, nhưng ông có biết là ông hưởng được cái quả nào không? Ngài cấp cô độc nói, con đâu có biết đâu, con mắt thường mắt phàm sao con thấy được. Ngài Xá Lợi Phất mới nói, này ta thương ông, ta cho mượn con mắt của ta. Quý vị biết ngài Xá Lợi Phất có con mắt thiên nhãn phải không? Tiền kiếp ngài vì móc mắt ra phát nguyện vô thượng bồ đề, móc mắt cúng dường, cho nên ngài có con mắt thiên nhãn, là ngài nhìn thấu lên cõi thiên. Ngài mới nói với ông cấp cô độc, này ông, ta cho ông mượn cái con mắt của ta để ông nhìn. Ông nhìn lên trời đi. Ông nhìn trên trời, ông thấy hết hồn, sao mà có chư thiên nó đang xây một cái tòa lâu đài kinh khủng to lớn. Cái ngài cấp cô độc mới hỏi ông Xá Lợi Phất, hỏi ngài Xá Lợi Phất, bạch tôn giả, cái lâu đài xây cho ai vậy mà to lớn thế? Ngài Xá Lợi Phất mới nói, ông nhìn kỹ coi, ở ngay cửa có đề tên ông đấy, cấp cô độc. Tức là cái tòa nhà nó xây cho ông cấp cô độc. Ông cấp cô độc chỉ xây ở dưới này bằng gạch bằng ngói cho chư Phật ở, nhưng chư thiên ở trên trời đã xây cho ông cấp cô độc một cái nhà ở trên đó lớn gấp 1000 lần. Thế thì quý vị thấy trong các cái việc mà quý vị đi làm ăn đầu tư này, có cái việc nào mà lời nhiều dữ vậy không? À, quý vị có cái việc nào lời dữ vậy không? Không có phải không? Thế thì thứ nhất á, trong cái điều kiện để cúng dường, thứ nhất đó là quý vị phải thân tâm thanh tịnh. A Di Đà Phật, hòa thượng từng bận cho con sợ con quên mất. Rồi thứ nhất là bây giờ con tu tại gia, thứ nhì tu chợ, và thứ ba tu chùa. Tu tại gia là gì nào? Tâm. Tu cái thân. Hay quá, con đi giỏi quá quý vị, cho thằng con tay người rất giỏi. Thứ nhì tu chợ là tu cái gì? Tu cái miệng nói lăng xăng hoài à. Hai người đàn bà một con vịt, xin lỗi là nó thành cả cái chợ, phải không? Tu thứ ba là tu cái gì? Tu cái ý, tức là ý không lăng xăng. Cho nên tu chùa là đến chùa mình giữ cho cái ý được thanh tịnh, phải không? Thân khẩu ý đến chùa đều thanh tịnh. Rồi mình làm cái gì? Làm tất cả các việc cho chùa, nhưng không hề đếm xỉa, đem hết cái tâm thành. Giống như ngài cấp cô độc á, cất cái nhà bằng ngói thôi, bằng xi măng phải không? Được chư thiên cất cho cái nhà ở trên thiên đình lớn gấp 1000 lần. Đấy, trong kinh sách chép như vậy đó, lời vô cùng, không bao giờ lỗ vốn phải không? Không bao giờ mất mà lời nhiều lắm phải không quý vị? Thế thì nếu mình biết như vậy thì mình có tu không? Tu. Tu A Di Đà Phật cho nằm ở đây. Thế thì chùa, cái đề tài ngày hôm nay chúng ta tu học á, là chùa bé Phật to, là ý nghĩa như thế. Quý vị có làm cái gì ở đây trên cõi này, quý vị có cất cái chùa này có lớn 10 lần bằng cái chỗ này cũng là chùa bé, làm sao chùa to được? Chùa to trên trời, phải không quý vị? Cái gì quý vị làm 10 lần hay 20 lần cái chùa này đi chăng nữa cũng vẫn là chùa bé. Mà Phật to là sao? Là cái tâm của chúng ta này nè, cái tâm rộng lớn, cái tâm mà làm hết tất cả mọi việc cho Phật sự, cái tâm mà không câu chấp, cái tâm không ngã sở bị thử, cái tâm không ganh ghét, cái tâm mà buông bỏ được tham sân si, đó là tâm Phật. Mà tâm Phật thì là lớn, chính xa bồ đề tâm. Hay quá. Bồ đề tâm gồm có tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ hỷ xả. Mà nếu tu được 4 cái đó là tâm Phật, tức là lớn hơn tất cả phải không? Mà hễ lớn hơn tất cả thì chùa dưới đất đâu có chứa nổi phải không? Thì chỉ có chùa trên trời á, chùa trên chư thiên cất mới chứa nổi phải không? Cho nên quý vị tu cái tâm
thì đương nhiên chư thiên sẽ cất cho cái chùa cho quý vị ở trên, trên cùng A Di Đà Phật. Phần pháp thoại ngày hôm nay đến đây với cái đề tài là chùa bé Phật to, cống hiến quý vị là một chút xíu thôi nè quý vị. Thấy quý vị có thích không cái đã? Hòa thượng cho con hỏi một câu. Mô Phật, đừng hỏi câu gì khó nha bạn. Con dạ con chỉ sợ là con không biết không, nếu không phải thì hòa thượng dạy cho con. Mô Phật. Thí dụ như con có một cái gì, vâng. Có một cái, con có một cốc nước, vâng. Mà con dâng lên hòa thượng. Vâng. Mà hòa thượng đã hoan hỉ cho con. Vâng. Mà hòa thượng đã chứng minh cho con rồi. Vâng. Thì tức là cái cốc nước đó không phải của con nữa. Vâng. Phải đúng rồi, đúng đúng y như vậy. Quý vị đem một cái món đồ gì, thí dụ đem một cái lộ, một ký lô đường, quý vị đem lên chùa, quý vị nói với ni sư ở đây, nói con cúng dường cho ni sư với chùa một cái ký lô đường này, thì ni sư đã tiếp nhận là thọ nhận rồi, là coi như là cái đó thuộc về chùa, ni sư đại diện cho tam bảo chứng nhận cái đó là công đức của quý vị đã xong rồi, cái đó cái tài sản đó, nó thuộc về chùa. Rồi quý vị nói bữa hôm nay ở nhà nấu chè thiếu đường, thiếu đường chạy lên chùa mà không thấy ni sư, rồi mở bếp ra nói cái này hôm trước của mình mà bây giờ múc nửa kilo đem về thì phạm tội gì bác biết không? Dạ ăn cắp. Ăn cắp, hoan hô cho bác sau đây, hoan hô. Đấy, rất là hay, chính xác, hay vô cùng. Rồi bác còn câu hỏi gì nữa không? Dạ câu nữa cho con hỏi. Hòa thượng dạy cho con, nếu mà phải hòa thượng dạy thêm cho con, mà không phải hòa thượng dạy cho con. Thí dụ như là bây giờ con xin lấy sư thầy con ra. Vâng. Con không dám nói hòa thượng sư thầy con. Vâng. Nếu mà sư thầy con có lỗi thì có phải là sư thầy con phạm giới phải không ạ? Còn riêng chúng con, riêng con có lỗi là con phải xa địa ngục phải không ạ? Mô Phật, bây giờ nói rõ cho các bác biết á. Tu sĩ hay cư sĩ mà phạm lỗi thì đều xa địa ngục hết. Không có ai chạy khỏi. Quy luật đó là nhân quả rõ ràng. Hãy mà giết người thì bất chấp là tu sĩ hay cư sĩ đều đi xuống địa ngục. Nhưng mà đó, bác không biết á, thì cái tội bác còn nhẹ hơn chút xíu. Còn tu sĩ biết rồi mà còn làm á, tội nặng hơn nữa. Đấy. Chứ còn không thể nào thoát là nó không có tội. Ai làm cũng tội y như vậy. Bây giờ thầy thấy một con gián mà thầy nói cái chỗ này chỗ đồ ăn của tao, mày lại đây mày đòi giành ăn của tao, dí mày một cái, tức là cái tâm sân, giết nó với cái tâm sân tức là sát nhân. Phật dạy chúng sanh đều bình đẳng, con gián nó cũng tham sống sợ chết, mà mình lại cố tình mình giết nó vì mình, vì cái miếng ăn của mày, đó là tâm sân, thì mình cũng có tội như là giết người, chẳng có gì khác đối với tu sĩ gì như vậy. Con lại cứ nghĩ là riêng con cứ nghĩ là tăng ni làm không phải thì tăng ni phạm giới, Phật tử làm không phải thì Phật tử sa địa ngục. Vì vậy cho nên những cái gì mà có thể mà thí dụ như con đi, mà con có một cái gì mà thí dụ thầy con có nói một hai câu thì con nói đây là thầy nói, thì những cái câu đó cũng không có quan tâm gì đến mà phải nội mà phải phản ý hay là phải nhận cho thầy cái đó. Bây giờ thầy nói như thế này nè, bây giờ thí dụ như ni sư có nói gì mà bác không đồng ý, bác cứ cãi lại đi. Dạ con cãi lại. Dạ không ạ. Tại sao không cãi? Dạ con không ạ. Cãi có tội. Cãi cứ cãi lại đi, đằng nào cũng có tội. Dạ không ạ, con. Bây giờ bác không cãi, bác ấm ức ở trong bụng cho tới ngày hôm nay bác nói, dạ, thì nó tụt còn kéo dài từ ngày hôm đó cho tới ngày hôm nay. Dạ con lại không ấm ức, con lại không ấm ức. Ví dụ, không, con không ấm ức, con đã không ấm ức mà con lại coi như cái con nói nó không đến với con. Thì được rồi, thế thì tốt rồi, không đến với bác không nhận thì thôi. Thắc mắc. Thí dụ như bây giờ thầy nói gì với bác không đồng ý, bác nói liền đi. Tại vì bác nói liền nó xả, buông xả. Dạ. Còn nếu bác không nói, bác giữ lại tới 10 ngày sau, nó kéo dài, thì dạ, tiền lời bác. Con có nó tiền lời á, không? Nó có tiền lời, không? Mà thầy lời chắc không là khổ. Dạ, bây giờ con không có giữ lời. Buôn bán là thầy chắc hay nhất rồi. Dạ, buôn bán là thầy có lời. Có lời. Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng tự mẫn cho con. Con một bến đôi thuyền. Mô vật. Thầy nhé, con... bên chúng con mà theo chúng con bên tiểu thừa đó một
mặc dù là một gặp một lễ tăng, mặc gặp mặc dù là gặp một chú tiểu thì chúng con phải quỳ xuống, chúng con lạy ba lạy lớn, chứ chúng con không bao giờ mà nói là đây là ví dụ như là sư thầy con ít tuổi nhưng mà sư thầy con có mình học với nhau thân, sư thầy con thạch một bọn nó đỏ để chúng con theo, nếu không có thầy từ mẫn chứ không có thầy thì đố mày làm đi. Vâng, tròn trọng có thầy thì đâu mày. Thầy nhà con, chúng con ở bên tiểu thừa của chúng con như vậy, chứ chúng con không có cái này. Này, thầy, tôi nói thật thầy nghe, vừa rồi tôi thấy như vậy thầy, chính thầy làm như vậy không đúng thầy. Để chúng con bên tiểu thừa chúng con không có quyền như vậy. A Di Đà Phật không phải là bên tiểu thừa hay bên đại thừa, pháp Phật đó là đều bình đẳng, bên nào cũng thế thôi. Chư tăng là đại diện cho Tam Bảo để giúp cho quý vị tu học. Mà nếu quý vị không kính quý thì điều không phải là quý vị có lỗi với chư tăng rồi quý vị vào địa ngục đâu, không phải. Mà chính quý vị đã xây một cái địa ngục cho quý vị vào. Chính mình xây cái địa ngục đó. Tại vì khi mình khởi cái tâm nhơ uế là lập tức nó xây cái địa ngục ngay. Nó phát ra cái địa ngục và tự mình chui vào đó thôi. Mình mắc kẹt. Nếu mà mình sám hối rồi mình buông xả thì may ra mình còn thoát ra cái địa ngục đó. Mà nếu mình giữ 5-3 ngày nữa mà mình không nói ra cứ ấm ức trong bụng thì nó phải trả lời càng ngày càng lớn. Nó trả lời không? Cho nên đối với chư tăng quý vị cứ giữ cái sự tôn kính của quý vị, bất kể là đại thừa, tiểu thừa hay mật tông. Tại vì các ngài đi tu là các ngài đều xả bỏ hết thì mới được cái sự thanh tịnh. Nếu mà quý vị nào không xả bỏ thì họ đã cởi cái áo ra rồi. Nếu chấp rằng là chấp cái này chấp cái kia là vị đó không thanh tịnh là họ đã xả bỏ cái áo rồi, họ không có dám mặc đâu. Tại áo mà Phật ban cho, Phật nói khi thọ giới cụ túc, quý vị biết giới cụ túc tức là được mặc cái áo này là chỉ có một điều kiện duy nhất mà Phật dạy. Giới cụ túc là giới nhân si, không thủ đắc tài sản. Chúng sanh, tất cả các Phật tử họ giúp đỡ cho mình phương tiện để mình tu, mình có nhiệm vụ phải dẫn dắt tất cả Phật tử cùng tới nơi tới chốn. Cho nên tất cả những cái việc mà chư tăng làm với mục đích là hoằng dương chánh pháp và độ sanh, tức là giúp cho quý vị được đến bờ đến chốn. Bất kể là mật tông, tiểu thừa, đại thừa gì cũng đều thế thôi, chứ không có gì hết đâu. Có nhiều vị chúng tôi gặp nhiều cái chú tiểu mà nhỏ nhỏ, nhiều lúc chúng tôi cũng lạy làm gương. Chúng tôi lạy Phật tử hỏi tại sao vậy, nói là mỗi người đều có Phật tánh mà, phải không? Khi người ta đã giác ngộ rồi, cái tâm người ta thanh tịnh, mình lại mình được phước, tại sao mình không lại? Mình lại mình được phước mà. Đấy, mà tại sao mình không lại? Đi buôn mà có lời, mà cái này chắc chắn là lời lớn nữa. Như hồi nãy quý vị biết, ngài cấp cô độc tích bằng gạch thôi, mà ở đêm trên chư thiên cách bằng ngọc lưu ly cho một cái tòa nhà cho ngài Xá Lợi Phất, cho thấy đó, cách cho ngài cấp cô độc đó. Cho nên, cái chuyện quý vị lo cái thân quý vị, chư tăng lo cái chuyện của chư tăng. Chư tăng đều có cái quy luật của chư tăng và chư tăng cũng đều có cái những giới Phật dạy. Nếu mà phạm giới, nhất là tứ trọng, trộm cắp thôi, giết người, những cái tội đó là chư tăng phải bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Chứ nó không có đơn giản đâu quý vị. Đọc em, xíu rồi. Thiêu được không? Không có gì, sao có ngày. Không có đời. Và một cái điều quan trọng nữa là quý vị tu, quý vị giữ giới, năm cái giới của người cư sĩ, nhiều lúc quý vị giữ nơi cái tướng. Thí dụ như giới trộm cắp là không thò tay lấy của người ta, thì cái đó là xong rồi. Gì, mình không lấy đồ của người ta, của ta kệ người ta, mình không lấy thì cái đó coi như là mình đã hoàn tất giới. Riêng đối với chư tăng, cái đó nằm ở trong thân khẩu ý luôn. Không có nghĩ được là ở mình thích cái đồ đó không phải của mình, mà khởi lên ý thích thôi là cũng phạm giới rồi. Nó kinh khủng lắm, chứ nó không phải là chỉ có đơn thuần về cái thò tay lấy, mà đây thấy cái đồ đó, thí dụ thấy cái này để đây thấy đẹp quá, khởi lên cái ý thôi, ý muốn lấy cái này của mình mà chưa thò tay lấy thì đã là phạm giới rồi. Thế nên chư tăng có cái giới rất là nghiêm trì, người ta mới được thanh tịnh. Mà quý vị khi mà quý vị xá chư tăng một lạy, quý vị đừng có nghĩ là quý vị xá cho chư tăng là đưa chư tăng lên hay đưa chư tăng xuống. Chư tăng không có lên xuống cái chuyện đó đâu. Quý vị xá 1000 cái, chư tăng cũng không có lên mà cũng không có xuống. Chư tăng phạm lỗi thì chư tăng đi xuống, chư tăng thanh tịnh thì chư tăng đi lên. Quý vị xá là quý vị được phước, có vậy thôi. Tại vì từ nơi thanh tịnh Phật đã dạy Tam Bảo, mà nếu quý vị lo cho Tam Bảo, quý vị được phước.
mà cái phước nó không bao giờ mất, nó chỉ có lớn thêm mỗi ngày lớn thêm. Giống như là quý vị bỏ tiền ngân hàng mà có lãi, mỗi ngày nó muốn có lãi. Trồng cây cũng vậy, quý vị thấy cái cây mỗi ngày cái cây nó to ra. Ý tu nó cũng thế đấy, tức là quý vị làm những cái việc thiện, giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh, mỗi ngày cái phước báo nó càng lớn. Cho nên cái chuyện xá chư tăng không quan trọng. Rồi bây giờ có một trường hợp nó sẽ xảy ra như thế này, theo cái ý của bác. Có trường hợp, thí dụ như có vị tăng đó, cái tánh ưa nóng, gặp người ta ưa cãi lộn này kia. Rồi quý vị nói cái ông tăng nó không tu gì mà nóng tánh quá, tu không thèm xá ổng. Mình còn nóng hơn. Nhưng mà nếu quý vị xá ổng thì quý vị được phước rất nhiều, tức là tâm quý vị không chấp. Thứ nhì nữa, quý vị cảnh tỉnh cho vị tăng đó, nói con xá thầy đây nha, thầy đừng có nóng nha. Nó nhắc nhở cho ông đó, tức là quý vị lại được phước thứ nhì nữa, hai lần phước. Cái tội gì ông xá? Phải không quý vị? Quý vị cứ làm cái phần sự của quý vị, còn cái phần sự của chư tăng để chư tăng lo. Rồi được chưa bác? Rồi có ai có câu hỏi gì nữa không? Kỳ này đi buôn có lãi quá rồi phải không? Nãy giờ rồi đã một lời nhiều quá rồi. Nghe có lợi lạc chút nào không quý vị? Dạ có. Có thông được chút nào không? Dạ thông. Thông chứ. À, có lấy. Thông rồi không? Rồi xin mời bác. Mà cái lúc mà thầy mới mang cái máy camera này để quay đó, thấy cái máy của thầy đẹp quá, tự nhiên con thích. Như vậy là sao? Thích là không, là tham là không tốt không? Đó mới chỉ là thích thôi chứ mà không có cái ý định gì hết. Cái máy đẹp quá, không thích như thầy mới nói rồi. Cái ý thích mà của một người cư sĩ là thích bình thường không nói gì, nhưng mà chư tăng á mà thích mà quay định lấy đó là không tốt. Có ý định lấy thì mới là không tốt. À vậy coi như tốt. Có ý định lấy mà không thò tay, chưa thò tay lấy vẫn là phạm. Đối với chư tăng á, mà có ý định muốn lấy mà chưa thò tay lấy là đã phạm giới rồi. Còn quý vị á, chỉ khi nào quý vị lấy mà quý vị đem ra khỏi cửa chùa người ta không biết thì quý vị mới phạm tội. Ok. Ok không? Lúc nãy anh Dũng bảo rằng là thấy cái máy của thầy rất đẹp. Đẹp. Anh ta không phải cái ý xấu là cái là chiếm đoạt, ý muốn không có ý chiếm đoạt, nhưng mà thích cái máy này. Yeah. Tất nhiên là khởi lòng thích thôi. Yeah. Chứ không có là lòng tham. Yeah. Đấy, thích, cái đó cũng là một cái ý niệm tốt chứ không phải là xấu. Không, thì cái thích đấy là để từ trong mấy ngày nữa có học thầy sẽ phân tích cái tham sân si nó từ đâu, từ cái thích đến là khởi ra. Nhưng mà từ mình đơn giản học cái đó. Bữa nay chúng ta chỉ học cái chỗ là chùa bé Phật to, Phật to. À, còn những cái khác để diệt trừ tham sân si chúng ta có tu một tuần mà. À, cho nên nếu mà trường hợp mà quý vị không đến đây là quý vị lỗ 90% cuộc đời tu học. Coi như thua. Coi như thua 90% cuộc đời tu học rồi. Lại thầy như vậy thì con cố bò không? Không bò. Quý vị còn có câu hỏi gì nữa không? Chùa bé Phật, Phật to. À, quý vị hiểu được ý nghĩa chùa bé là cái gì rồi không? Bây giờ quý vị có xây cái chùa này 30 lần lớn hơn nữa, tất cả Phật tử ở đây tập trung lại, nếu cái chỗ này không đủ sinh hoạt, bây giờ xây 10 lần lớn hơn nữa chăng nữa cũng vẫn là chùa bé. À, nhưng mà nếu quý vị xây cái chùa trong tâm quý vị là khởi cái tâm ra làm hết tất cả mọi việc không? Vì tam bảo, tu cái thân tâm khẩu ý của mình lúc nào cũng được thanh tịnh thì đó là Phật to. Đấy, quý vị sẽ có một cái ngôi chùa rất là to ở trên chư thiên xây cho nó. Rồi sao bác có gì cười mà cười, có cái gì mãn nguyện ý hay sao mà cười, có phát biểu gì không? Không. Rồi nếu quý vị không có gì phát biểu thì thỉnh ni sư chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ Phật. Thành kính tri ân ni sư đã từ bi hoan hỷ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta cùng nhau tu học, và chúng ta sẽ còn tu học một tuần nữa. Cũng xin cảm ơn tất cả quý Phật tử, và cũng ước mong là ngày hôm nay quý vị biết rồi, đầu tư cái thời giờ tới đây lời vô cùng, cho nên là ngày mai trở đi cố gắng lại, mà cũng không những là cố gắng lại một mình
lôi kéo bà con anh chị em lại, tại vì người ta nếu có phước không nên hưởng tận, có lộc không nên hưởng tận, lôi bà con lại. Mà quý vị đó, lúc nào mà thầy mà giảng dở quá, quý vị nhắc ha, nhắc thầy giảng là không hay nha. Yeah. Kính mạch ngài chúng huynh, con xin đại diện thính chúng Phật tử xin thành kính để tạ tri ân ngài đã ban bố những lời pháp thật là thiết thực, lợi lạc, tu Phật tức tu tâm và tu ở nơi thân miệng ấy. Làm sao để chúng ta xây cái tòa nhà trên Tây Phương Cực Lạc, chứ không trên trời ha, quý Phật tử ha, Tây Phương Cực Lạc, tòa sen thiệt và bự để chúng ta ngồi cho thoải mái ở trên Tây Phương Cực Lạc phẩm cao. Chúng con cầu nguyện ngài có thật nhiều sức khỏe, phúc thọ, sống lâu ở đời để hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sanh. Trong đó có chúng con ở tại Rams, ở Pháp, ở các nơi xa gần trên mạng dưới đất trời người đều hưởng lợi lạc. Chúng con và cố gắng khi khắc ghi lời của thầy dạy lúc nào tu thân miệng ý tại gia, ngoài chợ và trong chùa. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, xin đem công đức này hồi hướng lên Tam Bảo chứng minh gia hộ độ trì cho ngài và tất cả chư tôn đức tăng ni Phật tử đồng hương đồng bào xa gần được thấm nhuần Phật pháp, tu tập nơi thân miệng ý, diệt trừ tham sân si để chúng ta sớm trở về và xây được ngôi chùa to ở tại tâm của chúng ta. Và kính xin nguyện đem công đức này hội hướng cầu nguyện siêu độ chư hương linh Quá Vãng, hương linh Phật tử Minh Chiếu, Trương Ngọc Châu, hương linh Phật tử Diệu Chi, Tạ Kim Chi, hương linh Phật tử Lương Thị Khôn, Pháp Vân Diệu Cảnh, hương linh cụ bà Phạm Thị Ba, Pháp Diệu Nhàn và tất cả hương linh Quá Vãng, ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chúng ta đều được nhớ ơn Tam Bảo siêu sanh tịnh độ. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, chúng con xin thành kính lễ tạ ngài. Được cái người mình tăng tăng.